Cá mắc kẹt 4 năm trong đất khô vẫn sống sót. Mắc kẹt giữa bùn đất khô suốt 4 năm liền, nhưng chú cá này vẫn sống sót kỳ diệu và tìm cách trở về sông. Libya nằm gần sa mạc Sahara nên thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng. Tại ngôi làng nhỏ Duo thuộc phía bắc đất nước này, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42 độ C. Trong năm, ngoài mùa thu có mưa, phần lớn thời gian còn lại đều khô nóng và hạn hán. Nhiều người nghĩ rằng sẽ không có sinh vật nào sống sót dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tuy nhiên, một loài cá thần kỳ vẫn tồn tại trong môi trường thiếu nước, thiếu đồ ăn suốt thời gian dài, khiến nhiều người phải giật mình. Loài cá này có tên là cá phổi Duo. Mùa khô đến, người nông dân tranh thủ lúc lao động thì tìm cá phổi nấp dưới lớp bùn để lấy nước sạch từ phổi của chúng. Họ chỉ cần đặt cá trước miệng bóp mạnh để nước rơi ra liền có thể giải khát được. Sau đó, chúng sẽ bị ném đi mặc kệ sống chết. Trong số cá bị ném đi, có một chú cá vô cùng đặc biệt, sau này được đặt tên là Hắc Ni. Hắc Ni cố sức quẩy thật mạnh để rơi xuống lớp bùn cũ, bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, số mệnh bi thảm của nó chưa chấm dứt. Sau đó, một nông dân khác muốn lấy bùn đắp tường xây nhà, nên đào hết bùn lên phơi khô, Hắc Ni cũng kẹt trong đó. Người nông dân này dùng những tảng đá bùn khô đắp tường mà không biết có cá kẹt bên trong. Suốt một thời gian dài, Hắc Ni không có nước uống cũng như không có đồ ăn và rơi vào trạng thái ngủ say. Nửa năm sau, trận mưa thu đầu tiên rơi xuống, Hắc Ni bắt đầu hấp thu nước từ trong bùn và thức tỉnh. Hít xong, chú lại ngủ và lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này suốt 4 năm liền. Cuối cùng, nhờ một cơn mưa nặng hạt, Hắc Ni thoát khỏi bùn khô và trở về với dòng sông. Chú cá bé nhỏ đã không ngừng đấu tranh với tự thân để giữ lại mạng sống và trở thành câu chuyện kỳ tích ở vùng đất Sahara. Bí ẩn gà bị chặt đầu vẫn sống sót gần 2 năm. Hành động cuối cùng của nó trước khi lìa đời khiến ai cũng phải há hốc. Bị chặt lìa đầu nhưng con gà kỳ lạ này vẫn sống sót một cách vi diệu, thậm chí là đi lại và cất tiếng gáy mỗi ngày. Một con gà trống tên Mai trong gia đình nông dân Eloy Olsen sống tại Colorado, Mỹ năm 1945 gây sự chú ý của dư luận khi bị chặt đầu làm thịt nhưng vẫn sống sót được 18 tháng, khiến nhiều người bất ngờ và tò mò. Câu chuyện về con gà trống kỳ lạ này được Troy Waters, chắc ông nội Olsen kể lại khi trang trại của gia đình mổ gà mang bán, nhưng một trong những con gà bị giết và chặt đầu tưởng sẽ chết lại đứng dậy và đi lại như không có chuyện gì xảy ra, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Con gà kỳ lạ này nhanh chóng được nhiều người biết đến và nổi tiếng khắp nước Mỹ. Mặc dù không đầu nhưng nó vẫn ăn uống bình thường, nhưng chỉ ở dạng lỏng khi dùng bơm cho thẳng vào thực quản. Điều đặc biệt là con gà vẫn phát ra tiếng kêu nghẹn ngẹn bên trong cổ. Lý giải cho nguyên nhân này, các chuyên gia cho rằng con gà Mai không chết vì chảy máu. Bình thường, con người nếu mất đầu đồng nghĩa với việc mất đi bộ não điều khiển cơ quan sống. Nhưng với gà lại khác, não của gà lại tập trung ở phần sau hộp sọ sau mắt, có tới 80% bộ não, nơi điều khiển cơ quan sống của con gà Mai còn nguyên vẹn. Hiện tại, nhiều người cũng cố gắng để tạo ra một chú gà Mai nhưng đều bị thất bại. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những hiện tượng sống sót kỳ diệu và may mắn hiếm xảy ra đối với vật nuôi khi bị mất đầu. Người phụ nữ nuôi nấng hàng nghìn con búp bê như con đẻ của mình. Thay vì có những đứa con ruột, bà mẹ người Thái Lan này sở hữu hơn 1.000 con búp bê mà bà yêu thương chúng không kém những đứa con do mình đẻ ra. Ngồi trong căn phòng với đầy búp bê, Manja Bumi kéo màn hình điện thoại với hàng nghìn bức ảnh của mình. Thỉnh thoảng, bà ta lại khẽ cười với niềm tự hào của các bà mẹ khi giới thiệu cho mọi người những đứa con của mình. Đây là khi thằng bé 4 tuổi, bà ta nói và chỉ tay vào bức hình mình đang bế một con búp bê có tên là Novet. Nó ngồi trên đùi bà với khuôn mặt đầy vô cảm. Trong một bộ trang phục màu trắng, Novet được người mẹ ôm trìu mến từ đằng sau. Manja với những con búp bê của mình. Nonbloy, chú búp bê 5 tuổi của Mamaning. Novet là một con búp bê 5 tuổi cao khoảng 60cm. Trong tiếng Thái, người ta gọi những con búp bê này với cái tên lướt thép, búp bê thiên thần. Nó chỉ là một trong số hàng nghìn con búp bê đang được người dân Thái Lan ưa chuộng.
Với nhiều người, tình yêu dành cho những con búp bê này còn lớn hơn dành cho bản thân hay những đứa trẻ nhỏ. Những con búp bê này được cho là có thể mang lại may mắn cho chủ nhân nếu được nuông chiều. Không chỉ những ông bố bà mẹ chăm sóc chúng chu đáo mà các công ty cũng bắt đầu khai thác mỏ vàng mới này. Các hãng hàng không bán vé máy bay cho búp bê hay những menu đặc biệt trong các nhà hàng dành cho búp bê không phải thứ khó tìm tại Thái Lan. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhiều con như Manja. Manja mua chú búp bê đầu tiên Nonploy 14 năm trước trong một khu chợ gần nhà với giá chỉ khoảng 220.000 đồng. Cô chia sẻ rằng khoảng 5 năm trước, trong khi đang kinh doanh các mặt hàng đồ lưu niệm, Manja cảm thấy rằng Nonploy đã mang đến may mắn cho công việc kinh doanh của cô. Kể từ đó, cô bắt đầu coi Nonploy như con riêng của mình. Manja trò chuyện với nó hàng ngày, cho ăn và mua quần áo mới cho nó. Và có vẻ sau những việc làm đó, công việc kinh doanh của cô đã thực sự rất thành công. Kể từ đó, Mama Ning đã tạo riêng cho mình những con búp bê lúc thép. Cô coi tất cả chúng như những đứa con của mình. Tuy nhiên, Manja cũng sẵn sàng chia sẻ chúng cho những người muốn có những niềm hạnh phúc trong cuộc sống với mức giá thoải mái cho cả hai bên. Căn phòng đầy búp bê của Mama Ning. Bà tự tạo ra những chú búp bê lúc thép cho riêng mình. Bạn có thể tìm mua những con búp bê như vậy ở bất cứ nơi đâu với mức giá từ vài trăm nghìn cho tới hàng triệu đồng. Tuy nhiên, với Mama Ning, tiền không phải là điều quan trọng nhất với những con búp bê lúc thép của cô. Nếu tôi muốn, tôi có thể bán chúng trên Facebook và trở nên giàu có. Tuy nhiên, cô muốn chắc chắn những con búp bê của cô sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi những phụ huynh tốt và phù hợp nhất. Những con búp bê ngồi quanh nhà cô được khoác lên mình những bộ trang phục rất đẹp và trở thành những đồ vật trang trí cho chính ngôi nhà của cô. Nghi lễ Waikru với những con búp bê lúc thép. Với người dân Thái Lan, Waikru là một nghi lễ có truyền thống lâu đời. Khi mà học sinh bày tỏ sự tôn kính và biết ơn đối với giáo viên của họ, Mama Ning đã tổ chức nghi lễ này. Nhưng thay vì có những học sinh thật, cô có hàng nghìn con búp bê vây quanh. Bita, một phụ nữ 41 tuổi mới bắt đầu tham gia vào cộng đồng lúc thép tại Thái Lan, đứng chăm chú xem nghi lễ với một con búp bê trong tay cô. Với Bita, việc có thêm một đứa con là điều mà cô mong muốn. Tôi đã muốn có một con búp bê từ lâu, và cuối cùng tôi đã nhận nuôi Natalie vào tháng 12, Bita chia sẻ. Bita và hai con gái mới nhận nuôi của mình. Lý do mà mọi người muốn sở hữu một chú lúc thép rất đa dạng. Với Bita, cô đã có một đứa con trai, nhưng luôn khao khát có thêm một đứa con gái nữa. Với những người khác như Gadi, một người phụ nữ 33 tuổi cho biết, nhiều người nghĩ rằng tôi đã không may đã mất đi đứa con ruột của mình, nên lúc thép sẽ là một vật thay thế. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng. Việc có một con búp bê như vậy sẽ giúp tăng niềm vui hạnh phúc của gia đình. Để chứng minh cho điều đó, Gadi chỉ về phía cha cô Karun. Ông ngồi cạnh con gái của mình và đang bế đứa cháu gái Yuri. Karun chia sẻ rằng ông từng uống rượu và cãi vã với vợ rất nhiều. Tuy nhiên, Yuri đã làm ông cảm thấy hạnh phúc. Từ khi có Yuri trong cuộc sống, ông cảm thấy nhiều vấn đề đã được giải quyết. Bé gái Yuri của Gadi. Nhiều người dân Thái Lan cho rằng những con búp bê này có tình cảm và suy nghĩ như con người. Yuri thích đi ra ngoài, đặc biệt là đến các ngôi chùa. Do đó nó có động lực giúp tôi đi lễ chùa nhiều hơn, Karun chia sẻ thêm. Với Mama Ning, việc có nhiều búp bê trong nhà mà cô coi như con ruột của mình khiến cuộc sống của cô trở nên hạnh phúc hơn nhiều. Tuy nhiên, với nhiều người, việc có hàng trăm con búp bê trong nhà như vậy cũng đem lại cho họ cảm giác sợ hãi. Bạn có thể tìm thấy những cảnh ông bố bà mẹ đưa búp bê của mình đi mua sắm. Họ đã tạo thành một cộng đồng tại Thái Lan. Người ta còn dành hẳn chỗ trên máy bay cho những con búp bê lúc thép. Khuôn mặt hút hồn của một chú búp bê. Những con búp bê như chính người thân trong gia đình họ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.